có âm thanh. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là Duy với bạn rất là vui khi mà được tới tham gia và tham dự một cái đám cưới trong cộng đồng LGBT của chị Thúy Nguyễn và anh Phong Tây Lạc ở tại đây là quận Cần Duộc Long An, Cái Mỹ Cần Duộc Long An nha mọi người nha. Cứ vậy thôi. Chụp với mẹ chồng rồi chuyện tắm với em đây. Đứng dậy em. Gì mà đi ăn đám cưới mà bạn chị đánh ghe hoài vậy mẹ?
cái ông đơn sơ đi, ở đơn sơ này. Và đến từ đây thì chúng tôi xin mời các bạn cùng lắng nghe từng phút sôi động nhạc mang tên Tô Cương Ca Nha. Bia quá trời cả nhà ơi. Hello mọi người nha. Chào cả nhà. Hôm nay cũng mọi người sắp tết rồi, chúc tặng là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dạ con xin cảm ơn đi hát cô cũng nhiều, cảm ơn những anh quà từ thương của toàn thể quý vị khách và đến từ chương trình cũng thể tôi là yêu cầu xin dạ con đến đồng kính mời tiếng hát của chú Hải là chú của chú rể, xin mời chú ạ.